Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 45, viết hàm tính tổng các giá trị âm của một mặt trận số nguyên. Đấy, thì tức là gì? Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để làm rõ hơn cái yêu cầu của bài tập này. Ở đây mình cho một cái mặt trận các số nguyên gồm có hai hàng và ba cột. Đấy, gồm các phần tử là 1, trừ 1, 2, 3 này, và trừ 2, 3, 10 này, đúng không ạ? Thì nhìn vào đây, chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái phần tử âm của nó, đúng không ạ? Vì mục tiêu của cái đề bài này là tính tổng của các giá trị âm, đúng không ạ? Đấy, nên là chúng ta chỉ cần quan tâm đến các giá trị âm của cái mặt trận A này. Đấy. Và chúng ta có thể thấy được ngay là cái mặt trận A này có hai cái giá trị âm là trừ 1 và trừ 2, đúng không ạ? Đấy. Thì tổng S, tức là cái tổng các cái giá trị âm của cái mặt trận đó, chính là bằng tổng của hai cái phần tử đó, chính là bằng trừ 1 và trừ 2, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ cộng hai cái phần tử đó lại thì nó sẽ cho ra kết quả là âm 3, chính là cái kết quả của cái bài toán này. Đấy, thì đó là một cái ví dụ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái bài tập số 45 này. Về cách làm để làm cái bài này thì như nào, thì vì sao mình lại làm được như vậy. Đấy, và để làm được điều đó thì các bạn cần phải làm gì. Đấy, thì các bạn cần phải tìm được cái số âm này này, tìm được cái những cái giá trị âm của cái mặt trận A này. Đấy, và sau đó sẽ cộng chúng lại. Đấy, thì đó là cái nguyên tắc chung của cái bài tập này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào dạy chi tiết cái code cho cái bài tập này. Thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một số cái bước cơ bản cho cái bài tập này, việc dạy bài tập này. Thì ở đây mình chuẩn bị cái thư viện, khai báo thư viện này. Gồm có là Studio này, thư viện Corneo và thư viện Math này. Và mình sẽ định nghĩa một cái define với tên là Max, có cái độ lớn là 100. Đấy. Và sau đó sẽ đi vào viết cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Đấy. Đây mình sẽ đổi lại là thành nhập mã trận đi, cho nó đúng ấy. Nhập mã trận. Đấy. Thật ra gọi tên mạng cũng được, cũng đúng, vì mã trận là một cái mạng hai chiều, đúng không ạ? Đấy. Và ở dưới mình cũng đặt tên là mã xuất mã trận. Rồi, ok. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái hàm nhập mã trận này. Trong hàm nhập mã trận này thì như các bạn đã biết thì một mã trận thì cần có biết được cái số dòng và số cột, đúng không ạ? Đấy. Thì bước đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái hàm dùng để nhập cái số dòng. Đấy. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh vòng lặp do while, câu lệnh do while. Thì trong câu lệnh do while này thì mình làm gì? Thì đầu tiên mình sẽ in ra cái text đấy, cái dòng chữ đấy là chúng ta nhập số dòng và sau đó scan. Đấy, scan thì các bạn mới có thể nhập được. Và sau đó sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra xem cái số dòng đó đã hợp lệ hay không. Đấy. Hợp lệ tức là gì? Hợp lệ tức là số dòng nó sẽ được giới hạn từ cái giá trị không, từ giá trị số dòng thì đương nhiên nó sẽ bắt đầu từ 1, đúng không ạ? Đấy. Nó sẽ được giới hạn từ 1 cho đến cái giá trị max này. Đấy. Ở đây mình sử dụng câu if này, nếu như cái số dòng này nó mà bé hơn 1 này, hoặc là số dòng nó lớn hơn cái giá trị max này, thì mình sẽ in ra cái dòng chữ là số dòng không hợp lệ và chúng ta phải kiểm tra lại. Và sau đó để phải nhập lại cái số dòng đấy. Đấy, chúng ta phải nhập lại cái số dòng, cái while đây. Đấy. Rồi, sau khi đã nhập xong cái số dòng rồi á, mà hợp lệ rồi á, thì chúng ta sẽ đến cái việc là nhập số cột, đúng không ạ? Đấy, vì nó có số cột và số dòng, đây, một mã trận thì nó yêu cầu chúng ta phải có cột và có dòng, đúng không ạ? Rồi, về cái số cột này, mình cũng tương tự như vậy, mình nhập mình cũng sử dụng một cái câu lệnh do while. Đấy, để chúng ta có thể nhập số cột. Thì mọi cái việc giải thích thì nó tương tự như cái việc nhập số cột số dòng ở đây, ở ví dụ đây. Rồi, như vậy thì mình sẽ không nói đến cái phần nhập số cột đấy nữa. Đấy, nó hoàn toàn tương tự với việc nhập số dòng. Rồi, sau khi đã nhập xong số cột và số dòng hợp lệ rồi ạ, thì mình sẽ đi vào cái vòng for. Đấy, trong vòng for
vòng for đầu tiên này này thì sẽ chứa, nó sẽ chứa một cái vòng for tiếp theo nữa này. Vòng for đầu tiên là với cái biến chạy y này, vòng for thứ hai với cái biến chạy g này, và tiếp theo thì nó sẽ sử dụng khẩu lệnh print và scan đấy. Và mục đích của cái khối lệnh for này ấy, là nó sẽ nhập tất cả các cái giá trị cho cái ma trận đấy. Mình sẽ giải thích về cái vòng lặp for này như sau đấy. Hai cái vòng lặp for này, với cái vòng for đầu tiên thì nó sẽ chứa cái vòng for thứ hai, đúng không ạ? Đấy. À, với mỗi cái giá trị y này thì nó sẽ chạy hết tất cả các giá trị g đấy, và sau đó nó mới tăng y lên. Và khi tăng đã ta, sau khi đã chạy hết cái giá trị y đầu tiên đấy, thì nó sẽ tăng lên y lên một đơn vị, và nó lại tiếp tục với cái giá trị y sau khi tăng ấy, thì nó lại tiếp tục chạy hết tất cả các giá trị g đấy, và nó cứ làm liên tục như vậy, lặp đi lặp lại như vậy đấy, cho đến khi các cái giá trị y ở đây nó hết rồi đấy. Tức là khi mà y nó bằng số dòng từ 1 thì nó sẽ kết thúc cái vòng lặp. Rồi, cái print và scan này thì dùng để chúng ta có thể nhập được cả cái giá trị cho các phần tử trong ma trận đấy. Như vậy là mình đã xong cái phần nhập ma trận, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo sẽ đến là cái phần xuất ma trận. Xuất ma trận này thì các bạn cần làm gì? Các bạn cũng cần phải sử dụng cái vòng lặp for như đây. Nó tương tự, cái cách giải thích nó tương tự như cái cách ở vòng lặp for, hai cái vòng lặp for ở cái phần nhập ma trận ở đây. Đấy. Và đây sẽ là sử dụng một cái câu lệnh print, dùng để in ra tất cả các cái giá trị của cái ma trận đó. Đấy. Và đây mình sử dụng thêm một cái print này, suộc n này, suộc n này, tức là gì? Tức là sau khi đã in ra tất cả các giá trị của một dòng á, thì nó sẽ xuống hàng, xuống hai hàng để bắt đầu viết tất cả các cái in ra cái giá trị của cái hàng tiếp theo. Đấy. Tức là ở đây nghĩa là khoảng cách giữa cái hai cái hàng liên tiếp với nhau ấy, thì sẽ là cách nhau ra hai cái dòng. Rồi, ok. Như vậy là xong cái hàm xuất mạng. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm tính tổng. Đấy. Vì đây là tất cả mạng, tất cả các cái phần tử âm của ma trận các số nguyên, nên là kiểu tổng nó trả về sẽ là kiểu integer. Và ở đây mình đặt tên cho nó là hàm tính tổng. Với cái n vào là a này. Ở đây thì chúng ta cần phải có cái a này này. Đây là max. Rồi. Và sau đó là cái dòng này. Và cột. Đấy. Và trong cái khối lệnh của cái hàm tính tổng này ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biến gọi là biến tổng đi. Và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0 ạ. Đấy. Và sau đó mình sẽ dùng một cái vòng lặp for. Trước khi dùng vòng lặp for thì mình cần phải tìm được cái phần tử, cái số phần tử của cái ma trận, đúng không ạ? Để chúng ta có thể chạy được cái vòng lặp. Thế nhưng mà chúng mình lại không, nếu như mình cũng không dùng cách đó, và mình sẽ có một cách khác là mình cũng không cần phải tìm được cái số phần tử của cái ma trận đó, mà dùng mình dùng một cái vòng lặp for, giống như cái vòng lặp for ở cái hàm xuất ma trận hay là hàm nhập ma trận ở đây. Đấy các bạn, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái cách của cách thứ hai, là mình sẽ sử dụng hai cái vòng lặp for. Đây sẽ với cái bên chạy là y bằng 0. Và ở đây y nó sẽ bé hơn cái dòng. Đấy. Và y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình tiếp tục sử dụng một cái vòng lặp for tiếp. Vòng for này chính là vòng for chạy bên chạy cho cái cột. Đặt bên chạy là g bằng 0. Và g nó phải bé hơn cái cột. G cộng cộng. Đấy. Trong vòng lặp for này thì mình làm gì?
là mình sẽ kiểm tra nó có phải là số âm hay không đấy. Mình sẽ sử dụng cái câu lệnh if, nếu như mà cái AEG nó mà bé hơn không, đúng không ạ? Thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ tính cái tổng S này này, tổng ấy. Khi mà AEG bé hơn không, tức là AEG là cái số âm, đúng không ạ? Đúng. Và cái tổng lúc này sẽ bằng cái tổng ban đầu này cộng cho cái phần tử AEG. Đấy. Và kết quả của cái hàm tính tổng này sẽ trả về cái biến, kết quả của cái biến tổng. Đấy. Như vậy là mình đã xong cái phần tính tổng ở đây mắc. Các bạn thấy đây nó đã báo lỗi đúng không ạ? Đấy. Ở đây mình sẽ thiếu một cái dấu móc vuông. Đấy. Các bạn cần lưu ý ạ. Rồi như vậy, khi mình thêm cái dấu móc vuông vào thì nó đã không báo lỗi đúng không ạ? Rồi. À, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái hàm main sau khi đã tính được cái hàm tổng đây. Hàm main này thì mình cần làm gì? Thì cũng như cái phần mạng một chiều ạ, thì mình cũng cần phải khai báo cái dòng này, cột này, cũng như là các cái ma trận A ạ. Đấy. Đây sẽ là mắc. Đấy. Và tiếp nữa là cái dòng này, cột. Đấy. Và sau khi đã khai báo được cái những cái ma trận A này, dòng này, cột này, thì chúng ta cần phải nhập đúng không ạ? Gọi cái hàm nhập ma trận ở đây sẽ là, trong cái nhập ma trận này sẽ là A này, dòng này, và cột này, đúng không ạ? Tiếp theo thì mình sẽ nhập cái hàm dùng để xuất ma trận đúng không ạ? Mình sẽ in thêm một cái câu lệnh print ra đây. Để mục đích của nó là ngăn cách giữa cái hàm nhập và hàm xuất đấy. Đây sẽ là mình sẽ cho nó cách nhau ra hai dòng. Đấy, đây sẽ mình sẽ gọi cái hàm xuất ma trận. Đây sẽ là A, dòng và cột. Rồi ok. Như vậy đã nhập và xuất là xong rồi nhỉ. Sau khi đã in được ra cái gọi cái hàm nhập ma trận và xuất ma trận rồi ạ, thì chúng ta sẽ in ra kết quả đúng không ạ? Mà để in ra kết quả thì chúng ta cần phải có kết quả đúng không ạ? Và ở đây mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến kết quả. Và giá trị của cái biến kết quả này nè, nó sẽ được lấy từ cái hàm tính tổng này. Đấy. Rồi. Như vậy là ta đã có kết quả đúng không ạ? Ta có cái giá trị của hàm kết quả này, của cái biến kết quả này. Và khi đã có rồi thì chúng ta cần phải in ra đúng không ạ? Đấy. Đây mình sẽ in ra cái dòng là kết quả tổng các số âm của ma trận là, đây mình sẽ đặt là phần trăm d đúng không ạ, và đây sẽ là kết quả, và sau đó sử dụng thêm cái câu lệnh get này và return 0. Đấy. Đấy, thì như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái bài tập này, và bây giờ mình sẽ chạy, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, và như vậy là chương trình không báo lỗi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập vào số dòng này. Ở đây ví dụ mình cho nhập số dòng là 2 và số code là 3. Đầu tiên nó sẽ bắt chúng ta nhập phần tử đầu tiên A00 hay A01. Các bạn nhập tùy ý ạ. Xin lỗi các bạn, mình bấm nhầm phím và nó
nó nhảy như vậy đấy. À, bây giờ mình sẽ chạy lại để cho chúng ta kiểm tra. Đấy, như vậy là nó không có lỗi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhập số dòng. À, số dòng ở đây mình ví dụ mình nhập là 2 và số cột là 3. Thì mình sẽ nhập các cái phần tử là 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đấy. Thì nó đã in ra cái ma trận là gồm có phần tử là 1, 2, 3 này, âm 1, âm 2, âm 2 và 3 này. Và nó đã in ra cái dòng là tổng các số âm trong ma trận là âm 3 đúng không ạ? Đấy, thì nó hoàn toàn đúng ạ. Như ta có thể thấy trong cái ma trận này thì có cái phần tử âm là âm 1 và âm 2 đúng không ạ? Thì tổng của nó sẽ đương nhiên sẽ là âm 3 đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập dạy về cách tính tổng các cái số âm trong cái ma trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.